Bị
vô phụ với chị cho chăm trà, để tao chơi vụ này với nương tử tiểu thơ. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ cho con uống rượu, tôi thấy thâm sai rồi. Sai thì nằm, để tôi đem trà vui giả rượu. Mà đem đâu? Đem trà cho ta đại khách, mau. Dạ, để em gọi chị em. Chị Ma Lem ơi. Dạ thưa tiểu thơ, trà em đã pha xong. Chậm như rùa, bộ mặt bẩn thỉu ấy, ta đặt cho mi cái tên Ma Lem là đúng vậy. Đưa mâm trà cho ta, đều quỳ xuống đây đợi lệnh. Xin vâng. Mỹ Anh, con dâng trà cho ai? Kìa, cha Hầu Vinh. Dạ, cứ pha trà sẵn để dâng cho thân phụ. Thôi, hãy để trà thơm đãi thượng khách. Vua sẽ đến đây để rước con về làm hoàng hậu. Rước con? Hãy mau vào thay đổi xiêm y để nghinh tiếp thiên hoàng. Xin vâng. Khoan, chị đừng điểm trang vô ích. Kìa, nương tử con muốn nói gì? Con nói chị Mỹ Anh đã hành động tồi tàn thác loạn, để cho dòng dõi bị ô danh, đến đời sau không xóa sạch. Nay chỉ còn con rửa chốn tố mặt cả, để sẵn sàng lên đường ngôi cao. Nhưng nguyên nhân và là sự thật phải ra sao? Khi ta bận có điều bàn đại sự với vua, Mỹ Anh phải trả lời cho ta hiểu căn do. Dạ thưa cha, con không hiểu gì lẽ gì mà em luôn tự ghét tranh con. Đặt những điều gây lo nghĩ cho phụ thân thì con không hề ra khỏi chốn quê môn. À, nếu quê môn mà bất xúc thì có chuyện gì làm biếm nhục gia phong? Không ra khỏi nhà thì đứa con bước vào trong để gây điều bị nổi tối tăm. Như vậy nghĩa là gì? Chị Mỹ Anh đem trai vào nhà mà chàng trai đó là kẻ tánh hối cùng lính mạc hạng. Mỹ Anh ơi, tao giết mày. Quan, xin đại quan đừng dội xuống tay hành hạ e tiểu thơ hứng chịu nổi quan tình. Con là Ma Lem một hầu nữ trung thành, đã có mặt ở đây từ lúc nãy mà không thấy gì nhớ nhúc xảy ra. Em cũng xin tiểu thơ nương tử đừng dẫn hôn mà rời ra chị em. Nếu có tội thì tội ấy của Ma Lem, chớ không bao giờ tiểu thơ lầm lỗi. Đúng thật vậy rồi.
Mỹ Anh ơi, mày phải chết. Dạ bẩm đại quan, xin đại quan đừng giết tiểu thư. Mỹ Anh đâu, Mỹ Anh kia. Hiền đã tốt. Bên kia đứng lại mà đón lưỡi gươm ta. Dạ quan. Cả hai không quay là tội phạm mà chính Ma Lem đã tạo ra bao rối loạn ở Vinh Đường. Tên bán võ gương là chồng của Ma Lem Tỳ Nữ. Yeah. Đã lén đến thăm Ma Lem khi đại quan vắng mặt, nhưng thấy bóng đại quan về thì chàng quán sợ ẩn thân. Sao chạy lạc vào nơi chốn quê môn? Dạ tại quan nhìn thấy hắn có vẻ thật thà quá run sợ quay chăng, con liền ra lĩnh ấy cho hắn ẩn mình sau bức màn che. Nếu vậy thì thật hay, cha nghe vui mừng càng yêu mến con hơn. Dạ xin lĩnh đại quan thử tha cho bé tôi đòi lỡ dài, và tha thứ cho chồng con được cáo biệt ra đi. Được, ta truyền mở trói đi hai đứa chồng ra khỏi đây ngay. Tôi đi chàng. Nhưng tôi muốn ở lại đây để làm tên quân hầu hạ. Ôi chàng nên về thái em mà lo dĩa cửa nhà, của đại quan. Xin kiếu từ. Mỹ Anh, thế là con vẫn là hoàng hậu ở tương lai. Dạ. Bẩm đại quan, tiểu thư nương tử vừa ra khỏi cửa sau thì bị tên trộm bắt lúc nãy bắt đi. Tên trộm bắt đi? Phải. Chính ta là tên bán võ gươm trộm mắt, cũng là đầu lãnh võ sĩ đạo đã bắt nương tử. Chờ ngày đè đẹp bọn tàn bạo của chúng bay để phục hồi ngôi thiên hoàng chính thống của thái tử Nguyên Mã Sinh. Bọn mày muốn gì mà đứng ngoài cửa sổ nói ra? Cho mi biết bọn ta là ai rồi lên đường. Bọn ta đi. Quân, bắt người đuổi theo. Dạ, thiên hoàng đã ngự tới trong lúc đầu cả dạng thợ săn. Thiên hoàng dạng dạng tế. Miễn lễ. Dạ, tiễn thiếp để tiếp nhanh, xin thiên hoàng tha tội chứ. Có phải nàng là Tâu Vân, thiên kiều Mỹ Anh, một nhan sắc đã được thiên hoàng chiếu cố? Ai hậu của trẫm đây? Ồ, hãy bình thân và đến ngồi gần bên trẫm. Muôn tâu, thiếp còn bẩn chăn trà mời thượng khách. Sao không gọi tỳ nữ gia nhân mà lại phải bẩn tay người đẹp? Dạ, vì đây là lần đầu tiên đặc biệt, thiếp muốn tự tay thớp đại thiên hoàng từ xa hâm thử đến đây để cho ngài vui thú đôi bàn tay rút thêm tình sơ giao. Buổi đầu nhưng mắt thương quá nào ta yêu này xin biết từ đâu cho thiên hoàng bắt được gì sao? Hôm nay kể như tờ duyên đất xây đẹp ngôi trời tân nhân, Mỹ Anh hiến thân theo vua đến cung bằng đường chi đều hân hoan. Em xin phép mang đến trà thơ ngôi thanh chưa lo lắng nhiều hơn tâm đầu đỡ để thanh thái bận tay đi riêng. Thì con cần nên ngồi yên để cha yêu thi hồng. Em kính yêu thiên hoàng đã từ lâu. Ma Lem, dâng trà. Dạ, đây là trà thơm thiên xã hộp, xin dâng lên thiên tử và đại quan. Thật là cao phẩm trà giang thôn, mùi hương phất tinh thần thêm sảng khoái. Được trà thơm nhờ tài người hái, chọn lá xanh đúng nắng đúng sương. Ai hái trà? Dạ muôn tu. Dạ, vô tay em đi hái đại thiên hoàng. Sau khi hái còn nhảy tay người ướp. Ai ướp trà? Chính Mỹ Anh ướp bằng hoa tiên xạ hộp, đếm từng lá trà lửa từng nhụy tiên hoa. Khi ướp xong còn đúng nước chăm trà, nước vừa đổ trà vừa ba chén ngọc. Ai có công chăm trà đúng nước? Cũng chính em đó săn sóc đợi thiên hoàng. Hay. Trẫm không ngờ bắt được nàng tiên của thượng phẩm hương trà tiên xạ hộp uống. Chăm trà thêm. Ma Lem kia, sao mày hút? Dạ em mình. Chăm trà của tao ướp sẵn. Dạ tiểu thư để đâu trà ướp ấy? Im, thì chỗ mày vừa lấy đoạn tí sao mà khỏi dặn với ta. Đi mau. Xin dạ. Trà mau lên. Dạ trà đã chân xong. Kìa, sao
cùng bé anh đầu để chăm thế mà lem. Dạ mời thiên hoàng. Kìa, sao trà lại mất hương thơm mà lại toàn là nước sôi trắng nhợt. Mà lem đâu? Dạ chị con ngã bệnh nên con thay thế chăm trà. Trà mày chăm là nước sôi như vậy hả? Mở mắt ra xem đi. Trời ơi, chết con. Chị ơi, người ta đổ nước sôi vô mắt em. Chị ơi, ra ngoài đồ tiếp mày kêu cứu. Chị ơi, em cứ làm sao anh đâu? Đứng im. Thôi, tiệc vui đến đây cũng vừa kết thúc. Cảm xin rước hoàng hậu về cung. Mời thiên hoàng đi trước. Khoan, em tôi đâu có tiểu thư. Em tôi đâu có tiểu thư. Thank you.
chuyện đã lỡ thôi đừng buồn chi, đây dòng vàng ta cho mi đó để đền đáp công đưa ta lên gì bà vua. Những vàng đi không mi không cần vàng không không thì thôi ta chi em ơi, chỉ có vàng trong mắt em thôi, vàng trong mắt em thôi. Mù trời bao la muôn nơi xa xôi, ra buốt gió thuồng tuyết rơi. Đường xa
Con ta đuối rồi, nó đuối rồi mày ơi. Ê, có ai không? Làm ơn Chúa dùng cho nó thấy được, tao sẽ suốt đời ở đây. Nghe đây, nghe đây. Thế gian ai muốn tìm thầy giải thuốc, và ai muốn tìm quả phước hên xui, thì lại tôi đây, tôi chỉ cho đường chân nghèo bà để thoát khỏi mọi điều lâm nguy bình hoàng rủi mai. Cháu là thầy gì, kẻ này đang mắc nặng, cần giải cứu kịp thời. Ta biết hết ngái buồn thuốc men và toan quẻ âm dương, chỉ bệnh chi cứ khai cho rành mạch, ta tìm mà căn nguyên chúa trị dùm cho. Dạ nặng tôi là bệnh ngạc của con thơ, nó bị mù đôi mắt cứ rền la, máu và với lệ đêm ngày lăn lộn. Tôi nóng ruột con phải lo đi chạy tìm thầy chữa bệnh. Nhưng tại sao nó bị mù? Bị đổ nước sôi vô mắt. À, để tôi toán quẻ coi nha. Ý, nguy rồi. Đôi mắt nó như là đôi mắt heo luộc chín. Có lẽ đúng. Bởi thế cho nên nó phải bị mù. Dạ phải. Và quẻ này nói chắc chắn là đôi mắt nó sẽ không thấy đường thấy xa. Tôi nhờ ông trị bệnh chứ đâu phải kệ ông nói dần lân. Ý, trời ơi, sao đánh tôi? Con người ta. Đố mày chạy khỏi tao. Chú Hậu Công, chị Mai Lem ăn cắp áo của tôi. Nói lao, tao mẹ không mày. Thiệt, tôi có chiếc áo để dành đi dự hội mà vua cho cứ lễ ở trong cung. Tôi không ngờ chỉ lại để tâm thừa khi vui chỉ qua nhà lén lấy hết trơn. Tôi trở lại chòi để hỏi chị Ma Lên thì chị không có về chắc ăn cắp rồi giông luôn. Không, con của tao chẳng tham giàu đôi khổ nghèo nàn, nhưng biết đâu chừng kỳ thình lình đôi tánh bất mà tao không có đứa con nào tên tộc là Ma Lem. Chính chị Thiên Nga bị họ đổi tên lại là Ma Lem xấu xí. Nhưng nó không ăn cắp. Thật, cô Thiên Nga ăn cắp áo của tôi là. Thiết Mạo, sao mày biết mày? Chính tôi đã bỏ dinh khi anh Đào thọ nạn. Tôi về sắm trống phách đây nè. Để làm đám hát nô, tôi rủ tụi nó theo hát kiếm cơm thì Thiên Nga trúng mất. Trời ơi, mấy người đi hát hãy dẫn tao theo, để tao tìm gặp nó, tao giết nó cho coi tên ăn cắp. Ê, Thiên Hoàng và Hoàng hậu Mỹ Anh cho dời ông vô sân chầu hát làm trò vui cho đại hội anh Đào. Rồi, tôi hát tuồng Tào Thao đá Long Sa. Tào Thao nào đá Long Sa? Tào nói Tào Thao chứ không phải Tào Thao. Thôi, Tào gì cũng được, thôi ra tuồng đi. Nhờ ông làm dùm dàn cảnh chút được không? Tôi làm dàn cảnh gì? Nè nè, cây giáo có cột chùm cây, ông cầm ngồi xuống làm rừng núi bao la cho tụi tôi hát. Rồi, ra tuồng. Này, ta tên Tào Thao chữ Đặt, Tào Tào Tháo đời ai lúc hương dân tại lúc núi đại tài cơn thất thái rừng tự tử. Ê, trời ơi, sao té mình tôi? Sao người ta chết vô đồng cây rồi giá cây đi ngờ ngờ gì ông nội? Chứ để ông tự giận chết bậy tôi bắt thường nhân mạng sao? Tôi nói đây là hát. Thì ông hát tôi làm rừng. Làm rừng không được đi. Chứ rừng ngồi hoài mỏi cẳng rừng đi chứ. Tôi à, yeah.
cuộc chưa? Kết cuộc. Chưa kết cuộc. Kìa, cô đào nào đeo mặt nạ vậy? Còn một lớp khách qua đường đãi Tào Thao chung trà tiên xã hộp. Rồi, quan in. Ai? Ai vừa nói đến hương trà tiên xã hộp, trong khi ta khát khao mơ ước vị hương xưa? Chết rồi, ông vua giận. Thôi để tôi dân. Ai nói tới trà tiên xã hộp? Xin thiên tử đừng mơ, trà tiên xã hộp ngoài tay thần thiếp thì chẳng có ai biết ướp biết pha. Thôi, ai hổ pha trà đã làm ta thất vọng. Ai? Dạ tôi là cô hát biết hương trà tiên xã hộp, và chính tay tôi cũng biết ướp biết pha. Lão, nếu không tin thì xin lĩnh bà và thiên tử hãy nếm thử vị hương thuần của trà tiên xã hộp. Dòng thank you.
bà là ai mà con hành hung hoàng hậu? Con người, thái tử bảo anh, tôi là người cầm thiên lĩnh kim cung trên quyền thái tử. Bà cướp ngôi, hãy ăn cướp ăn cắp là một thứ, nó đâu tao giết nó cho coi. Quan, đây là đàn vua, cha đừng liều lĩnh. Nó ăn cắp ở đâu tao cũng tới, giác ra. Hả? Ông muốn nói ai ăn cắp? Con tôi. Con ông là ai? Dạ là một đứa trẻ ngây thơ tàn tật đang đứng bên tôi mà khiếp sợ quay trời. Không cha. Thôi chính mày ăn cắp của tao, tất cả nổ rồi. Phải tại mày mù mắt mới làm cho tao đau khổ, loạn tâm thần và tính tình đi. Vì vậy cho nên tao nói mày gian, mày nỡ ăn cắp chuối sâm của phụ thân. Trong nửa quãng đời tàn mà không hề tham lam dơ bẩn. Sự thật, sự thật ở đây là có một tên ăn cắp, nhưng nó đã lẫn trốn trong ranh giới nhé và cấm địa ngọc ngà. Chỉ còn lại mình tôi với đứa con gái nhỏ mù loà. Hễ tôi tố cáo thì nó đây là thủ phạm, chứ đâu có thể tìm ra kẻ thứ ba. Vậy tôi xin ông bà cứ xử tội đi, nó ăn cắp, còn tôi là đồng loa. Tôi muốn chết để chôn vùi đau khổ đang dài dòn đài đó kẻ tình tâm. Cha, mình có tội gì đâu mà cha đòi chết? Sao lại không? Tội của tao là tội của ông là sự thật không dám đem vào mắt, và những lời miệng thốt ra phải dừng lại giữa đôi môi. Tội của ông là run sợ trước quyền quy, tội nói láo để giấu che sự thật. Vì lẽ đó mà ông khóc cười ra nước mắt, cũng như bao nhiêu người cười khóc giữa thế gian. Ông ơi, tôi là người thông suốt nỗi lòng ông bằng tất cả niềm thương sâu kín, nhưng sự thật ở đây là tung hô chúc tụng mà kẻ thốt ra phải học thuộc nằm lòng. Thôi, ông hãy đưa anh Đào về đi, rồi một ngày nào đó ông sẽ hiểu tại sao con ông ăn cắp. Dạ, có di chúc của thiên hoàng truyền ngôi cho thái tử và lưu nhiệm lệnh bà làm thái hậu trọn đời. Tại sao phủ hoàng bán di chúc? Vì thiên hoàng bị thích khách trúng ngay tim. Rồi sao nữa? Dạ thiên tử chịu không nói vết thương nên đã trúc linh hồn trời, gửi chút thơ nhường lại ngai vàng. Thái lễ có điên chăng mà nói những điều quái lạ? Mỗi tước thời thiên tử đến kim cung, mà tại sao bỗng nhiên tử nặng? Vì Mỹ Anh nó quá thù thí mạng, vì tham vọng nhiều hố thầm sẽ nhiều hơn. Có đúng vậy không? Sao ta luôn ngờ vực kẻ đã thí vua chính là thái hậu không? Sự thật thiên hoàng vì di chúc kẻ tử thù là hoàng hậu Mỹ Anh. Quân đuổi theo tìm tên ấy chém đầu, đem đến linh sàn phẫn tế vua gia. Thế là xong hai kẻ tử thù, còn tên đại thần thiên đã tố hung hăng. Dạ, nếu lệnh bạc không chê tôi là tên quân hèn thị mã thì xin cho tôi khuyên dứt đôi lời. Mày nói gì? Thiên đã tố mang sức mạnh thiên binh, xin bạc đừng liều lĩnh. Câm! Mày hèn nhát phải lui ngay, ta không cần mày nữa. Cứu lĩnh bạc.
dừng cương lại. Bà gọi tôi. Kìa, đã tới sầu như tôi, mời bà xuống ngựa. Mày không phải là tên quân vừa bị đuổi. Tôi là tên trục mắt bán vỏ gươm, đã thọ ơn bà cứu tử. Nhưng kẻ cường sơn nên không biết cả ơn. Là cướp. Người ta bảo vũ sĩ đoàn là cướp, thì tôi là đầu đáng cướp. Đầu đáng cướp? Bà sợ sau khi trước gọi tôi là chồng mà bà không sợ. Vì muốn cứu người nên tôi nói đùa như vậy. Những bông đùa kia mở ngõ một niềm kìa. Tại sao người xuồng xáo nói yêu đương? Vì điều ân nghĩa đã nói nguồn rung cảm. Thôi đừng nói nữa. Phải, tôi cũng biết tôi không nên liều lĩnh nói với một bà vua quay về có quyền. Mà tôi nói ra đây để thổ lộ chân tình của một kẻ thất phu hèn hạ đã phải lòng cô tình nữ mà lên. Tôi có thể nói yêu tỳ nữ mà lên vì cô ấy cùng chung cảnh khổ. Cho bà đây đương quyền thái hậu tôi dám nào xúc phạm tiên vương cho nơi đầu có tôi. Là thằng bán vỏ gươm cũng là một tiếng tên đầu lĩnh đang chống lại vua quan càng bảo vua tiếng hoàng. Đáng lẽ bà cùng đứng chung trong hàng cân bốn tham tài, nhưng tôi nhớ ơn bà cứu tử khi kẻ này liều lĩnh đến tư dinh. Vậy tôi chỉ nói yêu nàng con gái ngày xưa chắc còn sống trong buồn tiếng thái hậu. Vì phận tôi chỉ bằng tên cận vệ mà lệnh bà xua đuổi ra đi. Sao mi cũng biết chuyện ta đuổi một tên quân kỳ mà? Vì khi lột mảnh vải che một mắt tên quân ấy chính là tôi. Dân nguồn gốc tôi là một kỵ mã quân sông cô độc giữa tâm binh ngàn tương. Trong thành nội tôi cúi lòn tuân lệnh, thoát về đây là điều kiện võ môn quân. Tôi là người hai mặt hai tên hai nếp sống cùng chung ý chí. Nay nói thật cho bà biết rõ, vì kể từ này tôi không trở lại kiên cung. Bỏ rồi lớp kỵ mã quân tôi về mãi mãi với rừng núi xưa, không còn lui tới cung vua nghỉ xa các lệ tiếng mà buồn. Tôi đã bắt ngựa ra đi, chắc cũng không trở lại kim cung chi nữa. Còn mối thù thiên đã tốn, tôi phải thăm em thăm cha rồi nhờ người giúp việc trả thù. Vì ân nghĩa nên tôi đã đưa người về nương náu ở chùa Dân Trúc. Chùa Dân Trúc? Xin từ giả người tôi đến đó. Mô Phật, ai vừa bước vào Phật tự? Mô Phật, tôi muốn tìm một người cha và một đứa em. Chú Hạo Công đã đi tìm thuốc rừng vì em anh Đào ăn nhầm trái độc đã qua ra cầm. Em tôi cầm kìa. Em ơi, hận gì em mà từ lâu chỉ cầm lời không
hận thù ngày xưa chưa trả, lại chất chồng mà thêm nữa ở trong tim. Em ơi, thôi xin nén đau thương, giặt đến gần bên non lăn mặt ngắn mình. Thù kia sâu hơn biển, chỉ xin cho em. Con đào đâu? Có thuốc rồi nè. Trời ơi, binh mã kéo tới rần rộ mà nó đâu rồi? Kìa, con. Cha. Ai đó? Cửa chùa này sao bữa nay lại có mặt bà vua cả? Cha, con là con của cha đi. Thôi, thằng điên này đâu phải cha của một bà vua. Không. Cha ơi, con chính là thiên nga các lễ, tuy mặc áo vua mà lòng dạ của cha già. Chân con bước đi vào nước cung ngọc đền nga, nhưng tình cảm vẫn ngược về lỗi nhỏ với đứa em mù đang lần bước theo. Rằng từ khi con nâng cấp áo ra đi là cha cổ buồn tiếng loạn, nhưng con vẫn cắn răng thầm lặng để nuôi dưỡng một mối thù như biển rộng trời cao. Chừng nghe mày thốt được nên lời thì con đào đã qua ra câm. Tại sao người ta bắt mình mù mình câm mà không biết? Có phải chẳng thi sự trơ chứ? Cha ơi, dầu không mắt, không tay, không miệng, nhưng người ta cũng còn một trái tim. Càng nghĩ dìm sâu vào thảm cảnh tan thương, kẻ hung bạo càng chút thêm oán hận. Cha hãy nghe con nói lên lời thề nguyện, dù thân này có chịu mấy sinh, con cũng quyết làm sao cho những kẻ hung hăng phải trả lại cho ta sự sống. Và dân phù tang cũng tìm ra ánh sáng dưới mặt trời chiếu rạng hào quang. Đó là kỳ vọng của con, dầu thân phải chịu mười tiếng đo đài. Thôi, để tao lo cho nó ngậm thuốc. Thái hậu đã bỏ hoàng cung mà chạy đến đây. Quân, hãy bao vây giết tên thái tử Bảo Anh để trả thù cái ta. Thiên đạt tốt. Yes. Chết ta rồi. Bảo Anh, bọn tàn bạo đã đến ngày tận diệt để trả lại ngôi chính thống cho thái tử Nguyên Mã Sinh. Chết. Quân, hai người đều là thái tử, Mã Sinh là anh ruột của Bảo Anh bị Thiên đạt tố làm cho ly tán. Anh, em. Cha ơi, chị ơi, em đã nói được rồi. Nó nói được rồi nha. Vui quá.